Hôm nay trời lạnh lắm, chúng mình sẽ đốt bật lửa ở đây. À, như vậy là sau khi kiếm củi và cắt ở một khu vực bí mật, nhưng mà do thời tiết không thuận lợi nên hôm nay các bạn nhỏ mới có thể đốt được. Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị nhóm lửa để đốt. Có đây đi tìm tiếp củi nào, Bin đứng dậy. Có đây đi tìm củi nữa nào. Thôi rồi để đó đi, con để đó đi. Đây này, bố thấy có cái củi này. Xu ơi, lại đốt lửa nào. Đi lấy củi Bin ơi. Bin ơi đi lấy củi nào. Chuẩn bị lại đốt con ơi. Đi lại để đốt nào. Có, bố đưa bật lửa đây rồi. Rồi anh Bin nào. Cái nào cũng phải đòi hỏi kỹ năng quá nè. Cẩn thận đó, không nó gãy. Để bố làm cho nó. Ừ. Rồi, ok rồi. Dựng ra này. Đó. Con vai cái con chưa làm. Thôi rồi, con để đó đi. Cứ để tám một đường trước cái đã. Ừ. Được rồi, đi lấy củi nào. Đi lại lấy củi ở đằng kia tiếp. Chú ơi, đi lấy củi với anh Bin kia. Chú ơi, đi với anh Bin lấy củi luôn kia. Được rồi, con đi đi. Con trai đi đi. Vấn đề gì? Con làm giúp em đi, nhanh lên, gần nó đấy kia. Cắn gì đâu. Không, không, không. Được rồi, chuẩn bị đốt nào. Rồi, tổ anh Bin kìa, anh Bin đi vác củi một mình kìa. Lại giúp anh Bin con kìa. Đi, 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 giúp anh Bin kìa. Bin ơi, được nhiều củi chưa? Cây này cũng khô rồi con này, cây này cũng lấy được này. Nhưng mà nó có gai này. Cây này cũng khô rồi. Cái này cũng nhiều củi quá. Đấy. Xuống đây này. Này con đưa lại cho bố này. Đi đưa lại, tập trung lại đó cho bố đi. Để mình chuẩn bị đốt á. Ừ được rồi. Nhanh lên nhanh lên. Khá nhỉ. Khá quá. Nhanh lên lại tập trung ta đốt nè. Tập trung ở đằng kia con nha. Con biết rồi. Rồi tập trung lại nào. Nhóm lửa thôi. Rồi chúng ta chuẩn bị đốt nha. Bên này những cái củi nhỏ lên này. Bẻ những cái củi nhỏ lên. Con bẻ đó, những cần thân kia nó có gai đấy. Gai à bố? Ừ, cái đó có này, không có gai. Chú ơi, quay sang bên này đi con. Con bẻ con này. Đó. Bên này không có gai. Dẫm chân mà bẻ như vậy. Ủa, cẩn thận đấy. Rồi, từ nào. Rồi, ừ. Một thanh củi lớn mình để đây này. Một thanh củi nhỏ mình trong nếp này. Được chưa, được chưa? Được chưa, đây. Chuẩn bị thôi. Ơi, đưa lại đây, giỏi quá. Mình bẻ khúc đi cho con này bố. Con dấm đó rồi, bẻ ngược lại, bẻ ngược lại. Dấm đây, bẻ ngược lại. Đứng một bẻ. Con dấm, dấm ở đấy này. Rồi, con lấy tay, con bẻ ngược lại cái này này. Hiểu không? Đó, thấy chưa? Phải bẻ ngược lại mới gãy được chưa? Tiếp đi, bẻ đôi nữa đi. Mày đối lượng. Mày đối lượng đi. Mày đối lượng được. Được. Chặt. Đây này. Có phải sức mạnh nhá. Thấy chưa? Có sức mạnh. Ừ. Phải ăn nhiều nhiều thì có sức mạnh. Có được trước không? Từ từ đã, để nhóm lửa đã. Từ từ con, từ từ đã. Em Su lấy được nhiều củi rồi. Từ từ đã. Thôi đó đi, đó với bố đi. Đừng có quái mè vào. Mè vào xấu hình ảnh. Từ từ con. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Từ từ đã, chuẩn bị. Lửa con tắt rồi.
Sao tắt được, mình đang nghen mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Mình phải chụm cái củi nhỏ này mới đỏ này. Được chưa? Củi lớn là bỏ. Giỏi quá. Thế nhưng ổn đâu? Đó là em Su kiếm được nhiều củi xuống bên này. Phải củi nhỏ nó mới mau đỏ con hiểu không? Rồi giấy mình cũng không được đốt một lần đâu. Mình phải xẻ từ từ cái này này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Chuẩn bị đỏ đấy chưa? Con thấy chưa? Con thấy chưa? Chín ơi, con lại bẻ cái cây này khối nữa. Khối. Cây đỏ của gái đấy, đùa đâu. Cây đỏ của gái đấy. Ôi, hết giấy rồi, Mít ạ. Hết giấy mà chưa đỏ nó nguy hiểm lắm. Hết giấy mà chưa đỏ nó nguy hiểm lắm. Đỏ chưa, đỏ chưa? Ôi, hết giấy rồi. Cố lên, đỏ đi, cố lên, đỏ đi. Tắt rồi. Không, không tắt được đâu. Nó đỏ đấy, nó đỏ. Phải đưa to rồi. Đấy, nói gì. Nó mảnh nhỏ thôi, không con. Ồ, nguy hiểm quá. Đi kiếm, kiếm cái lau đi. Ô, tắt mất rồi. Đi kiếm cái phi lau là nó sẽ đỏ được. Được rồi, lát bố đi kiếm lại. Đâu nào có nhánh phi lau này. Đợi bố nha. Được rồi, trở về rồi. Chúng ta trở về với chiến lợi phẩm là một một cái canh củi tràm to và rất nhiều lá tràm. Được rồi, bỏ xuống. Rồi, là ok. Cái nhỏ mình đi vào đâu, mình đốt lửa vào những lá tràm. Con bè những cái que củi nhỏ đi, bè những cái củi nhỏ nó đi, bè được không? Gái. Gái không có gái đâu, cái tràm không có gái đâu. Lá tràm này nó chảy đượm lắm thế này. Đường nó đang đường chạy tốt này. Là vì nó có cái dâu tràm đấy. Dâu tràm là chạy dễ lắm. Thôi bóng tay đó bùa. Đây đây chuẩn bị lên đây đấy. Chà. Từ 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 cốc. Để em mới bắt đầu mà lên rồi hả bố? Ừ. À, nhưng bỏ củi lên thế này. Tắp củi lên em ơi. Không, tắp cái củi nhỏ trước nha. Biến bè bè cái tràm cho bố đi. Đâu? Tôi ở đâu? Đâu? Cái lửa. Cái lửa. Từ từ. Cá đỏ đâu? Bẻ cái cam đi, bẻ cái cam đi. Bẻ đi. Quan đừng. Cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Quay sang bên này đừng mình ơi. Cẩn thận đứng trước khỏi. Mở đấy mà lửa chứ mà không cùng vừa bố. Nhanh chưa? Yeah. Nhanh chưa, nhanh chưa? Mở từ từ đã, đánh. Từ từ đã chơi. Từ từ đã chơi. Để nhóm nè. Thấy chưa? Thấy bố giỏi chưa? Yeah. Thấy anh Bin giỏi chưa? Cho lên đi. Cho lên đi. Cái gì đấy? Chuẩn bị đỏ đấy đấy. Đó, thấy chưa? Wow wow wow. Đi đây bỏ hai cái kia vào đi con. Bỏ hai cái kia kia, bỏ hai cái kia vào. Ôi em được rồi. Ui, cẩn thận. Bỏng đấy. Đó. Mẹ, chết luôn. Cẩn thận bỏng đấy. Wow. Wow. Học đi bò rồi, chú ơi. Đây này, cái này dài này. Cái này, bỏ con đi bố. Cái này dài cho em xuống đi. Không có, không có của em ơi. Đấy, con bè đi, quay dài này này. Bè đi mà. Bè những quay nhỏ mà chơi này. Thôi con này quay dài là được. Thì bởi bè quay nhỏ đi nha. Xong rồi, nhóm lửa xong rồi. Chào các bạn kia. Chào các bạn kia. Chào các bạn. Mình chơi thôi, Bín quay lại chào các bạn kia. Mình chơi chào thôi. Được rồi. Bè thêm củi bỏ vào đây con này. Con mới trùng thêm củi nó mới không tắt được chứ. Để bố trông củi lên đi không nó tắt đấy. Đúng rồi này, trông củi lại cho bố này. Dạ. Em xin trông củi lại cho bố này. Con phải quay cho con à. Đây này. Đây này này, lên bố bẻ thì râu râu đây chứ. Ok chưa? Đó. À. À có một sáng kiến. Sáng kiến gì? Để con cho con một cái lá hương. Để cho con một cái lá tam. Lá tam con tự lấy đi. Dạ. Đây rồi.
Con lấy là tam ở đâu cái que đúng không? Dạ. Con khăm ở đâu cái que nó còn tốt đúng không? Dạ, nhưng mà dư lửa thôi, chứ con phải bẻ đi một cái gì nữa. Chẳng sao đâu. Nóng không con? Không, nóng gì. Từ từ để bôi chung nữa, nó đỏ lớn. Wow wow wow. Ui. Chơi lửa cẩn thận nhá. Thế này đã bị ướt, mưa mấy bữa rồi nó ướt rồi. Nó đỏ rồi. Wow wow wow. Wow wow wow. Chơi cẩn thận. Wow wow wow, lấy quay không? Wow. Rồi, đây là võ công gì đây con? Đấy gọi là võ. Võ công gì? Võ công đà khỏi, ok, võ công đà khỏi. Yeah. Yeah, yeah. À, có cung đâu nữa. Dạ. Rồi, đấm đá, cung đâu. Chơi dài chưa? Một hồi là cay mắt đấy. Dạ. Ui. Dạ. Môn võ này, dạ. Môn võ này ai truyền thụ cho con đấy? Con học từ sư phụ nào đấy? Sư phụ Bổ Viễn. Sư phụ Bổ Viễn à? Bổ Viễn đi dạy. Sư phụ Diệp Vấn. Không phải, sư phụ Em Xu. Sư phụ Em Xu à? Em chú lúc nào thằng con à? Hay đấy, hay đấy. Chà, võ công siêu phàm ấy. Võ này được gọi là võ khói, con biết không? Dạ. Môn võ này được gọi là võ khói. Diệp Vấn biết không? Ừ. Yeah. Diệp Vấn vẫn chỉ biết được võ khói đấy con. Bố thấy là không có võ sư nào, võ công nào biết võ khói của con cả. Võ khói này là độc nhất vô nhì, con biết không? Yeah. Bộ nghĩ chắc phim trường Trung Quốc còn quay thế này thôi.